Vâng, xin chào mọi người. Hôm nay công ty Golden Good xin giới thiệu cho mọi người chi tiết bộ đèn năng lượng mặt trời 60W của công ty chúng tôi. Thì trước mặt quý vị thì là tôi đã để bộ đèn năng lượng mặt trời trên bàn làm việc. Thì bộ đèn năng lượng mặt trời của chúng tôi bao gồm một tấm pin năng lượng mặt trời, một chiếc đèn năng lượng mặt trời, phụ kiện đi kèm bao gồm điều khiển từ xa, ốc vít kèm theo. Ốc vít này có tác dụng là cố định vị trí đèn trên vị trí cần lắp đặt. Giá chữ U để định hình tấm pin cũng như là điều chỉnh góc chiếu cho tấm pin làm sao hứng được nhiều năng lượng mặt trời nhất. Thì sau đây tôi xin đánh giá chi tiết thông số kỹ thuật của từng bộ phận chiếc đèn này. Thì đầu tiên mọi người có thể thấy đây là tấm pin năng lượng mặt trời. Thì tấm pin này là tấm pin poly, tuổi thọ lên tới 10 đến 12 năm. Mặt trước của tấm pin được làm bằng kính cường lực. Vâng ạ, tôi đã tác động một lực tương đối lớn, tuy nhiên tấm pin vẫn không hề hấn gì. Vâng, tấm pin có công suất là 22W. Quý vị có thể thấy ạ. Dòng ra là 6V. Đi kèm tấm pin thì có dây dẫn kết nối dài 5m. Tấm pin có kích thước tương đối lớn, đó là 34 x 50, tức là chiều dài của nó là 50 và chiều ngang của nó là 34. Tấm pin tương đối lớn ạ. Việc tấm pin lớn sẽ giúp cho chiếc đèn được sạc năng lượng rất là nhanh, 4 đến 6 tiếng là đầy rồi ạ. Sau đây tôi xin giới thiệu chi tiết về chiếc đèn năng lượng mặt trời 60W. Thì quý vị có thể thấy là mặt trước của đèn được làm bằng kính cường lực. Tôi cũng tác động một lực tương đối lớn như tấm pin và chiếc đèn hoàn toàn bình thường. Thì mọi người có thể thấy là chiếc đèn được làm từ vật liệu rất là cao cấp. Thì đèn rất là sang trọng. Chỉ số IP67 cho thấy đèn là có chỉ số chống nước và chống bụi tiêu chuẩn cao nhất hiện nay áp dụng với đèn LED. Chiếc đèn được làm bằng nhôm đúc nguyên khối. Mặt sau có in logo thương hiệu. Phay rãnh tản nhiệt giúp cho đèn được xả nóng rất là nhanh, đảm bảo cho chống chai pin cũng như là đèn được vận hành bình thường. Thì tôi xin mở chi tiết chiếc đèn năng lượng mặt trời 60W này để cho mọi người có thể hình dung được là chiếc đèn được cấu thành bởi những bộ phận như nào. Và tôi sử dụng một chiếc khoan, hoặc là các bạn có thể dùng Tournovis cũng được. Vâng, chiếc đèn được mặt trước của đèn được cố định bởi 4 con vít thì dẫn đến việc là chúng ta có thể thay thế và bảo dưỡng tương đối là tốt, khác xa với những mẫu đèn cũ cũng như là các thương hiệu đèn rẻ tiền được mặt kính được dán trực tiếp với đèn bằng keo, thì khi chúng ta bảo hành chúng ta phải đập vỡ dẫn đến là việc thay thế cũng rất là khó khăn, nhiều trường hợp là người ta từ chối bảo hành. Tuy nhiên là sản phẩm của chúng tôi đều được bảo hành đầy đủ. Quý vị có thể thấy đây là kính cường lực ạ. Vâng ạ, rất là sang trọng. Thì đầy đủ, chúng tôi đều có đầy đủ phụ kiện để thay thế. Trường hợp mà quý vị bị lỗi hỏng thì gửi về công ty chúng tôi đều được bảo hành. Mọi người có thể thấy là đây là gioăng cao su. Gioăng cao su này giúp cho đèn được chống chịu được mưa, nước mưa cũng như là chống chịu bụi, tránh trường hợp là xâm nhập nước. Đây ạ, quý vị có thể thấy ạ. Đây là pha đèn. Vâng ạ, pha đèn ạ. Pha đèn thì giúp cho đèn được chiếu sáng một góc rất là lớn,
giúp cho đèn chiếu sáng một diện tích lên tới là 100m. 100 đến 120m ạ. Vâng ạ, quý vị có thể thấy ạ. Và bộ phận quan trọng của chiếc đèn đó là số chip LED ạ. Đây là loại chip LED SMD cao cấp thì bao gồm 156 chip LED. Bộ phận quan trọng thứ hai đó là pin lưu trữ điện ạ. Pin này là pin lithium, được sử dụng trên ngành công nghệ xe điện bây giờ như xe điện Tesla. Pin này sẽ là rất là tốt. Pin lithium thì có chế độ nạp xả giúp cho đèn có tuổi thọ rất là cao, lên tới 7 đến 10 năm ạ. Tôi có thể giới thiệu cho mọi người về nguyên lý hoạt động của chiếc đèn. Thì đèn này được hoạt động như là tấm pin poly chuyển hóa năng lượng mặt trời thành dòng điện, và thông qua dây dẫn kết nối vào đèn dẫn tới là lưu trữ điện trong số pin lithium này. Và chiếc đèn 60W này có dung lượng pin lên tới 26.000mAh, giúp cho chiếc đèn được chiếu sáng 10 đến 12 tiếng liên tục trong đêm, rất là sáng ạ. Thì việc chiếc đèn LED năng lượng mặt trời khác với đèn LED điện thường ở đâu? Thì chiếc đèn LED điện thường nó chỉ có là chip LED ạ. Thêm một nữa là mạch điều khiển. Thì chiếc đèn LED điện thường thì sẽ chỉ có hai bộ phận như vậy, thì nó sẽ làm cho giá thành của chiếc đèn LED điện sẽ rẻ hơn rất nhiều so với đèn năng lượng mặt trời. Đèn năng lượng mặt trời bao gồm cả pin lưu trữ điện và tấm pin ạ. Đây là mạch điều khiển của chiếc đèn ạ. Thì bao gồm là mắt cảm ứng cũng như là chip điều khiển. Chip điều khiển này giúp cho đèn được chiếu sáng liên tục trong đêm hoặc là theo những chế độ của điều khiển. Chiếc điều khiển đây ạ, quý vị có thể thấy ạ. Đây là chiếc điều khiển thông minh. Thì nó có những chế độ là auto. Auto ban ngày tự động tắt nạp năng lượng, ban đêm đèn tự động sáng. Chế độ hẹn giờ 3 giờ, 5 giờ. Chế độ on off là bật tắt lúc nào cũng được. Sau đây tôi có thể bật cho quý vị xem ạ. Tôi bật chế độ on off ạ. Vâng ạ, đèn rất là sáng ạ. Tôi tắt đi ạ. Vâng ạ, sau đây tôi sẽ kết nối cho mọi người nhìn thấy ạ. Giữa đèn thì có một cái đầu jack kết nối ạ. Vâng, kết nối rất dễ dàng. Thì như quý vị có thể thấy đây là đèn đang báo đỏ. Thì tức là đèn đang được nạp năng lượng mặt trời. Mặc dù tôi có để tấm pin trong nhà, tuy nhiên chỉ cần một chút ánh sáng lọt vào, tấm pin này hoàn toàn có thể là chuyển hóa điện dòng điện từ năng lượng mặt trời lưu trữ trong tấm pin này. Quý vị có thể thấy ạ. Và tôi sẽ bật chế độ auto. Đèn tự động tắt, tức là ban ngày đèn tự động tắt nạp năng lượng. Tôi chỉ cần úp tấm pin xuống. Đèn bây giờ là không nhận được năng lượng mặt trời thì đèn tự cảm ứng và tự chiếu sáng. Đèn rất thông minh ạ. Đèn cảm ứng được là nhờ bản mạch này ạ. Có những cái chip điều khiển ạ. Quý vị bấm thêm hẹn giờ 3 giờ hoặc là 5 giờ thì đèn sẽ chiếu sáng 3 tiếng, 5 tiếng nó sẽ tự động tắt. Sau đây tôi sẽ tự tắt bằng nút on off ạ. Rồi đèn được tắt luôn ạ. Thì quý vị có thể thấy là chiếc đèn năng lượng mặt trời này được làm bởi những vật liệu vô cùng cao cấp, cũng như là được cấu thành bởi nhiều bộ phận giúp cho đèn có thể là sử dụng lên tới 10 đến 12 năm mà không tốn tiền điện. Thì đây là một giải pháp vô cùng tiết kiệm cho mọi gia đình. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe video. Và mọi người cần biết thêm chi tiết
xin liên hệ vui lòng liên hệ với hotline là 0886966222 thì chúng tôi giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến đèn năng lượng mặt trời cũng như là tư vấn cho mọi người chọn được chiếc đèn ưng ý ạ.